Cảnh báo, cứ ăn hạt lạc với thứ này, bổ hơn nhân sâm, chữa tỷ bệnh, thọ 100 tuổi. Kính chào cô bác đang theo dõi video trên kênh Yêu Sức Khỏe. Cô bác thân mến, củ lạc hay còn gọi là đậu phộng chắc hẳn không còn xa lạ với chúng ta nữa. Không chỉ là gia vị cho các món ăn ngon hơn, lạc còn là nguyên liệu chính cho những người ăn thuần chay. Những chế phẩm từ lạc như dầu lạc còn thay thế dầu ăn và mỡ động vật. Không chỉ có vậy, theo các chuyên gia, củ lạc còn được xem là củ trường sinh, bổ gấp 6 lần nhân sâm với những công dụng tuyệt vời giúp bảo vệ tim mạch, huyết áp, gan thận, thậm chí phòng ngừa ung thư. Vậy củ lạc có tác dụng ra sao? Kết hợp với nguyên liệu gì để có hiệu quả tốt nhất? Mời cô bác hãy xem chi tiết trong video dưới đây. 1. Củ lạc có lợi cho răng, cơ bắp và hệ thần kinh. Đậu phộng có chứa phốt pho, magie, đặc biệt là hàm lượng canxi cao. Những khoáng chất này có lợi cho sự phát triển và làm chắc răng, xương khớp. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ cải tạo chức năng của hệ thần kinh. Người ta ước tính rằng, cứ trong 65g lạc có chứa 25g phốt pho, 30% magie cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Các hợp chất này vốn rất thích hợp cho sự phát triển của răng, xương khớp và cải tạo chức năng của hệ thần kinh. Không chỉ vậy, phốt pho và magie còn rất thân thiện với quá trình chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ sự phát triển cũng như hình thành cơ bắp ở nam giới. Vì vậy, món lạc luộc cũng trở thành một trong những món được đấng mày râu nhâm nhi mỗi khi tụ tập. 2. Tốt cho hệ tiêu hóa. Sự kết hợp của chất xơ và chất nhầy trong lạc luộc cũng làm cho chúng rất tốt cho tiêu hóa. Món ăn này giúp giảm bớt sự vận động của thức ăn qua đường ruột, giúp tái hấp thu nước. Nước dư thừa này ngăn ngừa táo bón, khí đốt và đầy hơi trong đường tiêu hóa của bạn. Theo một số các nhà chuyên gia cho biết, một khẩu phần lạc luộc 40g có chứa đến 2,5g chất xơ. Chất xơ luôn được biết đến là người bạn thân thiết của hệ tiêu hóa. Vì vậy, ăn lạc luộc sẽ giúp chức năng của đường ruột diễn ra thuận lợi, quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra nhanh chóng. Nó tránh tình trạng bị táo bón, tiêu chảy hoặc các vấn đề không mong muốn khác xảy ra ở đường tiêu hóa của con người. 3. Cung cấp năng lượng cho hoạt động cả ngày. Lạc là nguồn cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa và các khoáng chất. Bạn không cần lo ngại về cân nặng khi nhâm nhi loại hạt này, bởi lạc cũng phù hợp cho việc giảm cân, đơn giản vì nó không chứa nhiều tinh bột và chất béo so với các loại hạt khác. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng trong 65g lạc luộc mang đến cho bạn 12g protein và 2g đường tự nhiên. Nhờ thế mà bạn có đủ năng lượng để giải quyết mọi việc cho tới khi bắt đầu các bữa ăn kế tiếp mà không lo về đói hay mệt mỏi. Chính vì vậy, bắt đầu ngày mới bằng thức ăn nhẹ và lạc luộc cũng được xem là thực đơn lý tưởng và lành mạnh, giúp cho chúng ta vừa đủ năng lượng mà lại chẳng lo tăng cân hay béo phì. Món ăn dân dã này cũng lý tưởng với những ai làm việc nặng. Nó cung cấp cho bạn nhiều năng lượng để hoàn thành công việc với kết quả cao. 4. Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy rằng củ lạc giàu dinh dưỡng là loại thực phẩm có chức năng bảo vệ sức khỏe rất tốt. Bởi loại củ này hàm chứa một lượng lớn sterol thực vật rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chất beta-sitosterol có tác dụng phòng ngừa ung thư đại tràng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư tuyến rữa và bệnh huyết áp tim mạch. Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện trong lạc có hàm chứa lượng lớn resveratrol. Đây là loại chất có hoạt tính sinh vật rất mạnh, có thể ngăn chặn ung thư cũng như ức chế kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và nhồi máu não hiệu quả. Lạc chứa coumarin acid giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Nó cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết ở phụ nữ lên đến 40%. Đưa hạt lạc hay bơ đậu phộng vào kế hoạch ăn uống mỗi ngày có chừng mực là cách hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe của bạn. 5. Giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Lạc ở dạng hạt hoặc bơ lạc tự nhiên có thể làm giảm nguy cơ bị sỏi túi mật trong cơ thể. Nó cũng ngăn ngừa chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng túi mật và gan lên đến 25%. Trong những công trình đã nghiên cứu và chứng minh, nếu ăn 28,35g đậu phộng hoặc bơ đậu phộng trong vòng 1 tuần sẽ giảm 25% nguy cơ tiến triển của bệnh sỏi mật. Vậy nên, sử dụng bơ lạc trong bữa ăn sáng của bạn để có năng lượng dồi dào.
Những hạt lạc thơm bùi bé nhỏ có công dụng khá tuyệt vời. Những ai ở đây có nguy cơ sỏi mật, hãy điểm tâm cho bữa sáng của mình với hạt lạc. Nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc nâng cao sức khỏe. Không chỉ để sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày với những món ăn đơn giản như muối vừng, lạc rang muối, lạc được giới đông y biết đến như một vị thuốc quý. 1. Trị bệnh tăng huyết áp. Nhân lạc nên để cả màng mỏng ngoài nhân, ngâm trong giấm, bịt kín miệng lọ, ăn sau ngâm một tuần, mỗi lần ăn 10 hạt, ngày ăn 2 lần. Vỏ cứng của củ lạc, mỗi lần 125g, nấu lấy nước uống hoặc nấu vỏ lạc nghiền vụn, lấy nước uống mỗi lần 10g, ngày uống 3 lần. Lá lạc, thân cây lạc non, mỗi thứ 30g, sắc lấy nước uống, ngày 1 thang. 2. Chữa bệnh loét dạ dày và hành tá tràng. Lạc nhân 100g, nấu lẫn với thịt lợn hoặc trứng gà để ăn. Mỗi buổi sáng sau khi đánh răng, rửa mặt, cô bác ăn 2 thìa lạc đã nấu. Nửa giờ sau thì bắt đầu ăn sáng, dùng liên tục như vậy 1-2 tuần là sẽ thấy kết quả rõ rệt. 3. Bài thuốc chữa trị bệnh thiếu máu. Nhân lạc 100g, táo tàu, đường đỏ, mỗi thứ 50g, nấu nhừ lên ăn, ngày 1 thang. Nhân lạc, đậu đỏ, đậu xanh, mỗi thứ 30g, đường đỏ, đường trắng, đường phèn, mỗi thứ 10g, nấu nhừ ra ăn, mỗi ngày 1 thang. Nhân lạc, hạt sen, bỏ vỏ và tâm sen, mỗi thứ 30g, cẩu khởi 15g, táo tàu 9 quả. Cho 300ml nước vào nấu cách thủy cho nhừ, ngày ăn từ 1-2 lần. Cô bác thân mến, dù nhiều công dụng là vậy, tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, khi dùng loại hạt này, mọi người phải cẩn thận vì không phải ai cũng có thể ăn loại ngũ cốc phổ biến này. Mời cô bác cùng theo dõi video để xem những nhóm người nào sử dụng củ lạc sẽ gặp nguy hiểm. 1. Người mắc bệnh mỡ máu. Lạc là một loại thực phẩm khá phổ biến ở nước ta, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, rất thơm ngon, bổ dưỡng. Nhưng với những người mắc bệnh mỡ máu thì không nên ăn lạc, bởi lạc có nhiều chất béo. Khi cô bác ăn nhiều sẽ dễ bị tăng cân, khiến cho tình trạng bệnh tật trở nên nặng nề hơn. Ngoài ra, do trong lạc có hàm lượng chất béo và calo cao, nếu người có mỡ máu cao mà ăn nhiều sẽ làm cho bệnh nặng hơn hoặc gây ra các bệnh tim mạch, động mạch vành rất hại cho sức khỏe. 2. Người mắc chứng khó tiêu. Nếu cô bác đang gặp rắc rối với đường tiêu hóa, nhất là bị đầy bụng khó tiêu, chướng bụng thì chớ dại mà ăn lạc. Bởi trong lạc có chứa rất nhiều chất béo, protein nên khi ăn sẽ làm cho chứng khó tiêu thêm nặng hơn. 3. Người đang mắc bệnh gút. Lạc khá giàu chất béo, nhưng những bệnh nhân gút mắc rối loạn chuyển hóa purin thường bị tăng axit uric máu thì nên tránh xa lạc. Chỉ cần cô bác ăn một chút thôi cũng sẽ làm cho bệnh tình tăng thêm nặng. Nguyên nhân là chất béo làm giảm sự bài tiết của axit uric. 4. Người bị cắt bỏ túi mật. Muốn tiêu hóa chất béo, không thể không có sự tham gia của mật. Chỉ sau khi mật được thải vào tá tràng, chất béo mới có thể được tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Vì vậy, lạc là thực phẩm giàu protein và hàm lượng chất béo cao. Những thực phẩm này sẽ kích thích túi mật và khiến cho mật chảy ra. Nếu túi mật đã bị loại bỏ, mật đó sẽ không được lưu trữ và sẽ không có đủ mật, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa chất béo. Do đó, những người đã từng phẫu thuật loại bỏ túi mật không nên ăn thực phẩm nhiều calo và chất béo cao. Lạc chính là món ăn cần đặc biệt chú ý. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại.